Hello, chào tất cả mọi người. Ồ, bây giờ trời nắng quá. Mình loay quay ngoài vườn từ hồi sáng giờ. Thì hôm nay mình nghỉ ở nhà. Mình tới trước tới bông tới hoa, gặp dưa leo, gặp cái trái gì á, nó mình cũng hái. Ra sau mình tưới rau. Mình thấy mấy cái dây bí đỏ nó khô dây thì mình cũng hái cho để nó nắng nó hư cái trái cũng ngon. Bí ngòi. Mình hái tứ ý vậy. Để mình quay cho mọi người coi nha. Cái này mới nha. Chứ mình cắt dây hẳn rồi, vì dưới nó cũng khô à. Đấy, kè này. Kè đây nó mọc rài này nhiều quá là gì đã không thấy. Còn trái đi nữa. Trái này lên lần thông mà không thấy. Kéo kéo. Mạnh quá. Chung này mọc thở luôn. Chích cho nó rất đắt đây. Lớp thì dây su, lớp thì dây kè, dây bí nữa, nó bao dây mình ngọt thở luôn á. Rất đắt rồi. Kéo coi tôi còn cái này nữa không. Chích que đầu phía kia này. Đầu lượng trái bí vô. Chích tay đầu quá. Đây mình kèo được ảnh trái bí này ra đây được rồi đây. Bự dễ mình nói on cho nó không có trái nhổ gốc. Giờ mình qua đầu phía kia coi tư mọi người thấy không, kè nó lùm tùm lấm tấm như này. Su này kè vô chỗ đây mát rồi, mát mới chung vô nó. Gai chích lớp này cỏ này nè, lớp là dây bí, bí nó chích. Wow, còn su đó mọi người. Để mình quay su cho mọi người coi. Phía bên đây su này, coi nè. Chuẩn bị là su. Mùa tới là mình hái su nhiều dữ lắm. Nó thi đua mở ra trái su nó ra sai ghê lắm. Giờ mình nhổ mấy củ dừa nè. Mấy củ dừa lại vô nấu canh. Trồng củ thái nhỏ quá. Cái trái tròn dễ thương. Nhổ đâu gặp cỏ đâu nhổ đó. Mình cứ lây quay lây suốt cả ngày cứ như vậy. Cứ như con chị nhà nhổ cỏ trồng cây. Ra vườn cái vườn thì mãi mê cho muốn vô đây đây cái cây đây cây bảy xích cầu vồng này, cái rau này màu hồng đậm đậm đẹp quá. Mình hái mấy cái lá thì vô được canh. Trưa nắng không rồi, còn quần ở ngoài vườn đây. Ra vườn rồi không có mưa, không thấy nó không xong công chuyện cứ làm hoài thôi. Như gan tròn trồng mà trồng trái dài mà sao ra trái tròn, đã được hai trái. Còn đây là mấy cây bắp này. Đây này cái rau nữa nè, cây rau bảy xích cầu vồng nè, cây rau này. Mấy lá cho người cầm. Cái rau nó lá đi vừa rồi ta. Vừa gan tròn. Trong nó cho nó chín có ăn. Mấy cái lá này vô cái lá là mình nó lên á thì mình ăn, mấy cái lá heo héo á thì mình chạy gà. Mình có bụi mía nè, ở trong vườn có bụi mía như dễ thương ha mọi người. Bữa nay rảnh á mình nên mình lột lá móc cho đẹp. Để cái bắp nó nghe nghe để xúc phần đổi thêm vô. Cái là mình trồng được rồi đây
Mình trĩa hết thiệt nhiều mà nó lên được mấy cây à. Thấy mấy chị kia trồng cho nó lên nhiều trái xanh, mình có những cái đây coi thử cái củ và cái rau nữa nè, củ hay sao á cũng nổi, coi thử mò thử củ hay rau. Ô cái rau, cái rau rồi từ cái đây đi nổi thử. Củ không có giờ đây, cái dây dây củ dây dưa gan nữa đó, được 2 dây mà cái dây này sao chưa có trái. Nhổ cái bụi củ giờ này nữa lên. Nhỏ trồng dền nhỏ quá, củ dền nhỏ quá, năm tới mình trồng củ dền nó mới lớn cho nó trống đất. Còn đây củ sủi hào tím nữa nè. Đây mình có cái ớt giờ nó chín rồi đây. Mình để trước cái khách nó mua hết nên không còn, còn có cây đây, cái cây đây trái chín này, để trước không dám để trước nữa, để trước khách nó thấy nó thích ớt nó mua hết rồi. Này giờ mình còn duy nhất được một cái ớt đây, cái ớt này là cay lắm, giờ nó chín ra nè. Thì mình bưng mình cắt ở sau hè nè, ở sau vườn sau đây nè, cho mình để trước á là khách nó hỏi nó mua liền, mình để nó mua hết rồi chờ còn cây mình tiếp á, mình để nó chín nó đã rồi quay phim chơi. Như thấy nó đẹp nè, dễ thương nè, trái nó dài nó chín đã, giờ mình hái được rồi nè. Đã còn mấy cây đây nè. Ô cái cây đây trời, ô cái cây đây, cái cây đây trái ớt thụ lưu. Ồ, cái cây đây ớt Thái nè mọi người, ớt Thái nè. Cây thì nhỏ mà trái thì to, coi nè, 2, 4 được 5 trái. À, này cái giống Thái này mình cũng mới cấy ra được một tuần ở bên kia, ớt Thái trái nhỏ, cây nhỏ nhỏ, còn đây nó phát triển nhanh nó cả trái. À, còn đây là ớt kiểng này, ớt tròn dễ thương ra mà nó cây nó cũng thơm lắm. Mình vâng được mấy cây này mình để sau, cho mình để trước là khách nó mua hết, khách nó thích mua trái ớt lắm. À, đây cũng còn được cây ớt tím này, trái ớt tím này. Đây để nó chín, nó chín thêm mà mình mới hái, mà giờ cây ớt đây nó chín hung rồi, chín quá rồi, giờ mình phải hái vô cho đến hé uổng mình hái cho mọi người. Thấy tiếc là không hay, để nó đẹp mà giờ nó chín nhiều hơn rồi, 1 trái. Cây lìa cành rồi, thấy nó đẹp mong mong mà không để miếng. Ôi chết chết rồi, rút trái rồi. Còn trái đây hồng hồng. Wow, cái trái đây nó bự xui đó mọi người. Cái trái này bự quá, bự đẹp quá là. Ồ, cái lưa trước thì trái nó còn nhỏ, chứ sau này, cái sau này trái bự ghê. Bây giờ mình hái tìm mấy trái cà nữa, sẵn ngày mai tôi bảy nè, cá mình bán ở trước cà ra sale luôn, ngày mai khỏi rộn ràng. Khách nó thích mua cà, mua ớt, mua trái cây lắm. Bây giờ là giờ nó cũng trễ rồi, mình không có còn cây 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 để bán nữa, cây cây cà hay là cây ớt, những cây rau á bây giờ trễ rồi, bây giờ khách người ta mua trái. Đây, cái cà chín đỏ này, có khi khách nó cũng thích cà xanh nữa. Ô, nó núp trong đây trái bự quá, núp đây đi trái bự ghê. Cái vị xanh nữa, thấy cái vị xanh thìa mắm quá đây. Đây này.
Tỉnh như mình hái luôn thì mai khỏi rộn ràng. Mấy khách nó cần hả, mình đi hái cái rộn ràng. Trong đây ở trong mình xài ở trong này nè, để đây đây để nấp cái này thấy không, mọi người. Xem đây mình ở nhà. Một tí bông. Tí bông ở trước, rồi vòng ra sau. Tứ rau ở sau. Rồi sẵn nghe cái mình hái một mớ trái củ quả đây. Cho mọi người coi nha. Đây xem đây mình hái được nhiêu đây. Như là cả đã mấy trái dài nè. Khách nó rất là thích mình hái lần. Nhiều đây, khi nào nó cần nữa mình hái nữa chứ để hái nhiều á. Nhiều khi mình bán không hết rồi nên nó héo uổng. Đây là những trái bí này. bí này cũng loại bí rọ, bí rợ, bí đỏ này. Trái dài. Còn đây là mấy củ dền. Dền cũ nè. Cái đây dền cũ là cái lá mình này cũng được. Nhưng mình bao nhiêu mình cũng không ăn. Để mình cắt đi. Cắt về cái lá cho dê cho gà nó ăn. Đó. Còn đây là cũng rau, rau loại đá này. Trời nó đằng lên. Rau đá này. Cũng loại bảy màu như vậy nè. Củ này nó cũng bảy màu, rau này nó cũng bảy màu nè. Nhưng mà cái rau này mình ăn lá. Cái này củ ăn lá cũng được. Nhưng mình thường ăn này hơn. Đó. Xong rồi ở trước này. Mình cứ bông này hái được trái dưa leo bự ghê, thích ghê. Đây là cà. Đây là cà tím nè, tím đậm ở sau hè này mình hái được mấy trái đây. Cà tím. Đây đậu, đậu cút nè. Hi, mình thích nhất là ớt. Một cây được 10 trái. Đó, còn đây là bí đỏ. Mình thích bí đỏ lắm. Còn đây là bí ngòi nè, bí ngòi nó cũng loại trái lớn nè, trái tròn nè. Còn đây là bí ngòi trái dài, trái nó tài vậy sợ chưa. À, còn đây là mấy trái su. Mình thấy bí cái su nó còn ở trên đầu nên mình rứt luôn. Đây là những cái rau. Đây là củ dền đây, củ dền là đủ màu ở đây, màu vàng, màu đỏ, có màu trắng nữa, có là màu xanh nữa, đẹp ghê. Đây, giờ mình quay cho mọi người, hôm nay mình được nhiều đây. Đó, mình tiêu thụ hết rồi, còn hai nữa cũng còn nhiều lắm. Rồi, bây giờ thì đây, mình hái được nhiều đây nè mọi người. Thì trái dưa leo nè, trái dưa leo giống dài nè. Những trái ổ què rồi mình hái ở phía trước á, phía sân trước á, tử bông của mình thấy mình hái luôn. Giờ hôm nay không thấy, tưởng cái dây đã không có trái chứ. Đó, còn đây là mấy củ dền nè. Củ dền này nó màu vàng, màu đỏ, nó đủ màu, nó bảy màu rồi. Nhiều khi mình muốn làm gì lấy màu á, mình nấu xôi hay mình cần màu á, mình xay lấy nước ra màu vàng, ra màu vàng, màu đỏ, ra màu đỏ. Chứ mình không có dùng phẩm. Lá rau này mình ăn cũng được, nhưng mà ít ăn lắm. Tại vì mình cũng có cái rau này, cái rau đây cũng cùng hại với nó này. Rau đây cùng hại với nó này, cũng 5-7 màu vậy này. Mình trồng nó cũng 7 màu vậy á. Đây là mấy trái bí rợ.
bí rợ, bí đỏ này, bí đỏ, bí rợ loại trái dài. Đây là mấy trái cà, giống cà dài lắm, cà dài nó trái dài giống tư đủ rồi. Đây cà tròn đó, mình hái một ít về sẵn ngày mai thứ bảy cuối tuần mình bán cà rây xeo trước cửa vậy nè. Khách này hay hỏi hay mua lắm, mình hái mình bán thêm có thêm thu nhập. Nhưng mình thích nhất là cái mấy trái ớt, một cái ớt nó có 10 trái nó đẹp ra đó, nhờ đem ra sau mới còn chứ không thôi khách là cũng mua hết. Đây là trái cà, cà tím, cà tím mình cũng trắng hai màu. Đây là mấy trái đậu cúc, cúc nó chín đâu mình hái đá cha cũng có được nhiều, mình hái để dần dồn. Còn đây mấy anh cà tím này, cà tím màu đậm đậm, tím đậm này, cá loại màu tím lợt, tím lợt đây, nó ba loại cà tím đậm, tím lợt này, tím hoa cà này, đây đúng là tím hoa cà này. Nó thì được nhiều đó, cái mấy trái dưa nhỏ nhỏ đây nữa. Còn đây là mấy trái bí, bí rợ này, bí rợ, bí đỏ này.